Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Chàng Trai Quê ngày hôm nay nhé. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2020. Thì hôm nay sẽ là một ngày mới và giá cả thì cũng có giá cả rất là biến động. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn, mình đưa các bạn đi đến cái địa điểm của khu vực là ngã ba Kép Hồng Giang lại một lần nữa. Thì hôm nay là ngày 30, đây là cửa hàng hôm nọ mình quay đây. Đấy, đóng cửa rồi, cửa hàng nhà cô chủ ấy đóng cửa rồi. Và ở đây thì hôm nay cho các bạn thấy quang cảnh một lượt. Đây, đây là đường vào Biên Sơn này các bạn. Đây là đường vào Biên Sơn. Thì đường vào Biên Sơn như thế nào các bạn có thể thấy là cực kỳ là quang và thưa người. Hôm nay ở Lục Ngạn thì chỉ có mấy cái điểm cân chính như là ở dưới chợ Phố Kim này. Và bên Tân Mộc thì cũng có vài cái xe bo như thế này. Và chắc là trên Phì Điền và trên Lim, thì trên Lim sáng nay mình đi cũng thấy có hai cửa thôi, nhưng mà ở video này mình sẽ cho các bạn thấy cái sự thưa thớt của vải bà con đi bán ngày hôm nay cũng như thương lái mua. Thì ở đây các bạn có thể thấy là đây là mấy cái cô gọi là sáo sào đấy. Ở đây thì có mấy cái cô sáo sào bán kiểu như là đi sáo để bán ở các khu chợ tư nhân với lại ở các khu như là kiểu ở khu các khu công nghiệp đấy. Thì các cô sáo sào này, các cô mua để đi sáo sào này đây đấy. Còn lại là đây các bạn có thể thấy đây, ở đây chỉ có duy nhất một cái điểm xe bo này thôi, ở ngã ba Kép Hồng Giang nhé. Dọc cái tuyến này lên là không có một người nào mua vải nữa đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn sang kia để xem cái giá vải của hôm nay là có đắt không như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi sang đây nha. Và mình xin đính chính lại một cái điều nữa là hôm qua là rất nhiều người đăng lên là có giá vải Thanh Hà. Thì mình sẽ đính chính lại cho các bạn là chưa có một cửa hàng nào mua giá vải Thanh Hà dọc từ Kép Hồng Giang lên đến trên Tân Hoa nha các bạn nhé. Còn thì xuống bên chợ ở dưới Kim thì là có mua Thanh Hà hay không thì mình không rõ. Thế nhưng mà dọc ở cái tuyến mà từ Chũ lên đến Tân Hoa thì là chưa có một cửa hàng nào mua vải Thanh Hà. Không có cái giá kiểu 35 hay là 25 hay là 45 hay là 40 gì hết. Chỉ có duy nhất là mua vải U Hồng thôi. Đấy, đến cái thời điểm hôm nay là ngày 30 chỉ có duy nhất là giá vải U Hồng thôi. Đấy, bây giờ thì sẽ sang cùng với các bạn sang xem giá vải U Hồng như thế nào. Thì trước khi mình sang đây mình cho các bạn xem thấy cái giá vải U Hồng như thế nào thì mong các bạn hãy đăng ký kênh, chia sẻ video, ủng hộ mình để giúp Chàng Trai Quê có động lực làm thêm nhiều những video khác tiếp nha. Lãi thì con kiếm lớn, giống người ta cũng muốn mua đến 50 nhưng người ta phải bán quay video đây rồi. Chú ơi, cái giá vải hôm nay thì như thế này thì mình cho giá được bao nhiêu chú nhỉ? Bây giờ 15 à? Đưa lên mạng là bỏ vải Lục Ngạn bây giờ là có 3.000 thôi, người ta mới show lên mua nhiều. Ôi. Anh ơi, đừng hại dân Lục Ngạn đấy. Bác cứ nói lại giảm tốc quá. Đây này, hôm nay là chỉ có 12-13. Đây là mình đang đứng ở ngã ba Kép Hồng Giang nhá. Đến ngày hôm nay thì đính chính lại cho các bạn lần nữa là chỉ có giá vải U Hồng thôi. Thanh Hà là chưa có ai mua. Đấy. Còn tất cả những ngày hôm nay mà ai cho lên cái kiểu mà bảo vải thiều giá hôm nay bao nhiêu là sai hết nhá. Bây giờ đầu mùa là chỉ có giá vải U Hồng thôi. Vải thiều thì còn một tháng nữa. Đấy. Còn thì vải Thanh Hà thì cũng chưa có ai mua, chỉ có mỗi duy nhất vải U Hồng thôi. Đây các bạn, đây là duy nhất chỉ có một cái anh cái chú xe bo này bo về một điểm khác để cân để đóng đây này. Ở trong cái làm nó là ông kiếm dân thôi. Dọc cái tuyến này đây này các bạn có thể nhìn thấy dọc cái tuyến này là không một có một cái cửa hàng nào đây. Đây dọc cái tuyến này là không có một cửa hàng nào đây, các bạn có thể thấy. Đấy. Ở đây thì hôm nay giá vải quả vải đẹp hơn những hôm đầu. Đấy, chín rất là đẹp. Thế nhưng mà giá thì cũng không được đẹp như là quả vải. Đây hôm nay là mình đang thực tế ở ngã ba Kép Hồng Giang nha các bạn nhé. Một lần nữa cho các bạn thấy đang thực tế ở ngã ba Kép Hồng Giang. Đây vải đẹp đây. Cân đây tôi không biết có mã cân như thế nào thì thôi mình chưa vào xem. Đây các bạn có thể thấy đây là cái tuyến mà đi lên trên Lim này, trên Tân Hoa này. Đây đây là cái tuyến về Chũ này các bạn. Đây là cái tuyến về Chũ, hầu như là không có cửa hàng nó thêm nữa, chỉ có duy nhất một cái xe bo này ở cái tuyến ngã ba Kép thôi. Dọc cái tuyến ngã ba Kép này chỉ có một cửa hàng duy nhất.
mình sẽ cùng với các bạn là đi vào đây để xem là có cái giá cả nào cao hơn cái giá cả này không. Đây. Đây. Cao nhất là 15 các bạn ạ. À. Cao nhất là có giá 15, không có hơn ở dọc cái tuyến ngã ba kép Hồng Rang này. Hôm nay là ngày 30 các bạn nhá. Xin đính chính với các bác cả nhà là chỉ duy nhất hôm nay là nếu bác nào mà xem thì các bác hãy xem thông tin cho chính xác. Chỉ có duy nhất là mua vải U Hồng thôi. Vải Thanh Hà thì là chưa có ai mua. Nếu mà ai mà đăng lên giá vải Thanh Hà hay là vải Thiều thì là sai nha các bạn nhé. Vải Thiều thì khoảng 1 tháng nữa thì mới được bán. Còn vải Thanh Hà thì khoảng 2 tuần. Còn bây giờ chỉ có duy nhất vải U Hồng thôi. Có 1-2 tuần nữa. Vâng. Đây. Các bạn có thể thấy là thực tế là vải đẹp như thế này. Bây giờ mình hôm nay video là mình đang đứng chết ở cả nước là chết ngã ba kép Hồng Giang của Lục Ngạn nha các bạn nhé. Dưới chợ Kim thì mình không rõ, thế nhưng mà bây giờ mình đang đứng ở đây đây cho sát cho các bạn thấy là vải nó đẹp như thế nào. Đấy, đây các bạn ơi, vải cực kỳ là đẹp. Đây, mỗi cái xe thì đấy cũng rất là mong có những cái xe bo này để bo cho bà con. Đây, lâu lâu mới thấy có một người đi bán như thế kia rồi các bạn. Đây, các bác có thể thấy lâu lâu có một người đi bán như thế kia kìa. Đấy, các bác có thấy không? Lâu lâu có một người đi bán. Đứng ở đây rất là bụi các bạn ạ. Đây, lâu lâu mới có một bác đi bán như thế kia thôi các bạn. Đấy, các bạn có thấy không? Ở xa xa cái lâu lâu mới có một bác đi bán. Đây các bạn, đây, đây là cái tuyến đường mà vào xã Biên Sơn và lên khu vực Tân Sơn, hồ đáp các kiểu. Đây, mình sẽ đứng đây khoảng một chút nữa để cho các bạn thấy để xem có nhiều người đi bán ra nữa không ngày trong ngày hôm nay 30. Đây các bạn ơi, đấy các bạn có thể thấy là rất nhiều thương lái đã nghỉ rồi, bây giờ chỉ có một xe bo và một cô buôn bên kia rồi. Đấy, cô gọi là ở mình gọi là cô sáo sao, ý là kiểu mà sáo hàng thì sẽ mua rẻ hơn là chủ thương lái buôn chính ấy. Để mình xem hôm nay nó có giá dưới 10.000 các bạn nhé. Ở đây thì hôm nay chỉ có giá 11 là thấp nhất rồi các bạn ạ, không có giá dưới 10.000 đâu. Đấy. Đây các bạn ơi, chàng trai quê đang đưa tin ở khu vực điểm ngã ba kép Hồng Giang, Lục Ngạn. Hôm nay là ngày 30 nha các bạn nha, mình xin nhắc lại một lần nữa là hôm nay là ngày 30. Giá thực tế nhá, giá cao nhất đến thời điểm hiện trạng là giá 15 ở đây và giá thấp nhất đến bây giờ là giá 11. Lâu lâu mới có một chuyến một bác đi bán như này đây các bạn. Các bạn có thể thấy. Đây. Để xem ra đây anh ấy trả giá bao nhiêu nha các bạn. Bao nhiêu đây chú? 10.000. 10.000 à. Đây, hôm nay có giá thấp nhất trong ngày các bạn ạ, có giá 10.000 thôi. Đây, đây cái giá của cái chú này đây là 10.000 đây các bạn. Rồi chú ơi, chú vào bán đi thôi. Đây các bạn ơi. Đấy. Đấy, lâu lắm mới có một hai bác đi bán từ trong Biên Sơn ra này, không biết là các bác từ trong Biên Sơn hay là Hộ Đáp hay là Cấm hay là Phong Vân của xã Phong Vân xuống đây thì không biết. Đây. Chú ở xã nào lên đây bán chú nhỉ? Thanh Hải ạ. Đây các bạn ơi, dọc cái tuyến này thì từ chú lên thì đến trên này các bác từ Thanh Hải lên đến đây, hay là lúc nãy mình có thấy có một anh từ Lam Dương
đi sang đây bán thì chỉ có duy nhất có một điểm ở ngã ba kép Hồng Giang này bán, còn lại là lên trên Lim thì có một điểm nữa, thì sáng nay mình có đi mình có thấy nhưng mà trên không biết giá thế nào. Đây các bạn ơi, các bạn có thể thấy là đến thời điểm bây giờ là 7 giờ sáng ở khu vực ngã ba kép Hồng Giang, thì các bạn, các bác, các em thì các bạn có thể thấy là bây giờ ở đây chỉ có duy nhất hai cô, hai bác cân thôi. Đây này, một điểm là cô Sáu Sào đấy, một điểm là anh Bo này, không biết anh Bo này Bo về đây bán thì không biết, nhưng mà ở đây có hai điểm cân thôi ở ngã ba kép Hồng Giang đấy. Vừa rồi thì đã có một cái mã cân mà thấp nhất đó chính là 10.000 các bạn ạ, cao nhất là 15. Thì hôm nay là không phải là do vải số vải đẹp, mà do thị trường các bạn ạ, thị trường không trôi thế nên là giá cả nó cũng bị giảm đi một phần, nó cũng không được đắt lắm. Đây, có thể là một vài ngày nữa vải Thanh Hà được bán, thì khi mà bên Trung Quốc họ vãn vải một chút thì không biết là giá cả có lên hay không thì không rõ, nhưng mà hiện đến thời điểm bây giờ thì giá vải như thế này với bà con thì có thể nói là thấp các bạn ạ. Giá nó phải trên 20, trên 30 giá mới có thể gọi là tạm sống được, bởi vì ở đây bà con Lục Ngạn có một năm mới có một vụ vải thôi chứ không có nhiều, chứ không thể như lúa bảo một năm bốn vụ được, ở đây vụ vải chỉ có một năm một vụ thôi. Thế nên là nếu mà giá mà rẻ thì bà con cũng rất là nói chung là khó có thể bảo đảm cho cuộc sống được, bởi vì lấy số tiền vải cả năm để cuộc sống của những tháng còn lại trong năm các bạn ạ. Đây, cả năm bà con Lục Ngạn mới trông chờ vào một tháng bán vải thôi. Đây, ở đây thì chắc là bây giờ thì chắc là ít người đi bán rồi. Đây này các bạn có thể xa xa đấy, ở mãi trong kia có một hai người đi bán thôi, lâu lâu bây giờ mới có một hai người đi bán. Đầu tiên là vải năm nay cũng mất mùa, thứ hai là vải năm nay cũng chưa chín, vải tay nhà cũng chín rồi nhưng mà chưa có ai mua nhiều. Thứ ba nữa là giá cả cũng không được tốt lắm cho nên là bà con bẻ cũng không được nhiều. Đấy, hôm nay thì mình có sang bên Lam Dương thì Lam Dương chưa có cửa cân, các anh ấy vẫn trở ra bên ngoài chỗ xuống dưới phố Kim và cũng như trở lên khu vực Hồng Giang như này. Đây các bạn ơi, lâu lâu thì khoảng độ tầm 10 phút trở lên thì mới có một người đi bán như thế này. Và đây là chân dung của mấy cô Sáu Sào đi mua đấy, nhưng mà cũng may có những cô này thế nên vải tuy có rẻ chứ không thì bây giờ nếu mà cả trở ra mà không ai mua mà trở về thì cũng quá tội. Đây, cả có rẻ một tí thôi nhưng vẫn bán được đấy, các bạn có thấy không? Đây này, đây không biết là được giá bao nhiêu nhưng mà anh ấy không bán, nên là xem mình sang đây để xem anh ấy trả giá bao nhiêu. Xong rồi thì mình xin phép mình sẽ kết thúc cái video ở đây các bạn nhé. Của nhà mình ở đây từ xã nào đi bán đây chú ạ? Ngọt, không ngọt đây ngọt. Đấy là thuộc Biên Sơn chứ ạ? À vẫn xa Hồng Giang ạ. Đây, mình sẽ thực tế lốt cho các bạn thấy đến thời điểm bây giờ nhé. Thôi, cái chú này không bán rồi các bạn ạ, chắc là trả giá cũng được. Thì mình xin kết thúc cái video này đây nha các bạn. Chàng trai quê đưa tin tại ngã ba kép Hồng Giang, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2020 nha các bạn. Đây, chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện một cái video khác ở một địa điểm khác cho các bạn thấy nha.